Hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau 6-7 năm mà trường, góp vào đời hai đứa con, trai tên Long Hồ, con gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đáng mặt là một người vợ hiền, đã kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Có nói với tôi là anh về Mỹ Tho được mấy ngày thì bình lửa tràn đầy, xe cổ lại bồng khó khăn. Không phải vậy đâu chị Lan à, anh vẫn thường nhớ chị với hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tàn cơ, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tàn tư, anh hỏi thăm thì không ai biết đường, chỉ mong con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh vẫn đang tìm. Mà chị thì biệt tích dân tâm, anh thường nhắc nhở chị gái con, nỗi nhớ thương dần dần suốt 20 năm mà dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược gửi hồn về tận đâu đâu. Đấy bộ đồ bà má lúa lèo mà chồng của tôi bận hơn 20 năm về trước, lượt sau cùng ảnh bận là buổi tối mà ảnh ra bên Mỹ Thuận để về tỉnh Mỹ Tho. Hỏi anh của chồng tôi còn giữ tới bây giờ, hãy cứ mỗi lần trở
tình kia đã cũ, tàn đi sắp là tan. Mà tớ lòng sao dần dẹn tha quyên, nhưng tình thở còn sân ngôi đẹp đẽ vô cùng. Thương cho tâm tình của người yêu tâm mặn, mang khổ đau im lặng, cắn răng nuôi con suốt hai chục năm trường. Mười năm xưa chẳng nỡ ra, cũng không bắt bỏ vô ngàn. Đến tầm chuỗi ngày tàn, mà cái cô vẫn còn dương. Những kỷ vật này chỉ còn giữ tới ngày nay, phải chi anh Hương ảnh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào. Thầy nói sao anh Hương? Anh đã chết rồi chị ạ. À? Chồng tối chết rồi, anh chết ở bên đò rạch miếu, lúc quê hương mà khói lửa đang cháy, trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chỉ gia đình ra đi mà tâm sự, để nhắc tới người những lắm, để thương để nhớ. Anh ngọt ngào dùng ba tiếng mang con ăn, rồi một chiều kia anh xa lánh trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơn nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi một kỷ vật, lúc bình yên tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị thì kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ. Kiệt nhiếp cả gái, bàn tay, bàn tay và mùi thơm giá thật của chồng tối, đây là ánh mắt. Phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây, tôi đứng đây mà thường chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Tuần, khi mình quay xuồng tách bến để trở lại giai con. Bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời rạc, chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lẫn khuất giữa sông đầy. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lặng đần trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm trường. Tôi dạy được trong tim, không phải trước mặt mình ấy tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long, ôi sông dài có thấy đâu tầm ca, mà trời cao cũng vắng bằng tinh hồng. Giáo cho thằng hồn
thẫn vợ bé chồng là bỏ về vợ lớn. Tôi sống vất vả nuôi con mà miệng đời còn nghèo rúa. Người ta sao không tha thứ một kiếp hồng nhan khổ lụy vì tình. Bà con ăn có nhớ không? Khi mình thấy tôi cực khổ, mình chỉ nói những lời yếm dương. Phải, mình chính là con chim dương ngang ở vùng băng tuyết. Sinh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trống đã cắt cánh bay xa. Vào trong sương gió mịt mù, chim mái ở lại núi con cho tròn thân mẹ. Mặt đất trải da băng, thức ăn không có. Chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con, rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn nhưng na con cũng vừa lớn, nuôi canh bay ca mình ơi, mình là hình ảnh con cao đẹp. Nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con.